Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trở lại với kênh vlog của mình. Thì mình có nhận được yêu cầu một số bạn gửi cho mình. Các bạn nói mình là làm cái video chia sẻ về cái cách mà chỉnh độ sáng của màn hình đó. Thì cái video này nói chung là mình cũng không muốn làm, bởi vì nó khá là đơn giản và cũng có nhiều người biết rồi. Nhưng mà tại vì một số bạn thì cứ nói mình là làm, cho nên là hôm nay mình sẽ làm cái video này để mình chia sẻ các bạn. Thì bạn nào biết rồi thì làm ơn đừng có bạn ném đá mình nha. Hôm nay mình nhận đá khá là nhiều, cho nên là cũng không có được vui cho lắm nha. Còn bạn nào chưa biết thì vào tham khảo cho biết. Rồi, bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi cái video chia sẻ của mình nha. Rồi thì để chỉnh độ sáng của màn hình á, chúng ta sẽ có hai cách để chỉnh ha. Cái cách thứ nhất là chúng ta sẽ chỉnh ở trên những cái phím vật lý ở trên cái bàn phím, hoặc là những cái phím mà người ta bố trí ở trên máy ha. Thì cái cách này nó thường là làm trên những cái máy laptop á. Trên những cái máy laptop thì các nhà sản xuất người ta hay đặt những cái phím như thế này để chúng ta chỉnh cho nó nhanh. Thì tùy theo nhà sản xuất mà những cái phím này sẽ được bố trí ở những nơi khác nhau. Ví dụ như hãng Dell thì người ta để ở chỗ này, hãng Lenovo người ta để chỗ kia, hãng Acer ta để chỗ nọ nha. Người ta bố trí theo cái kiểu mà thiết kế của người ta, kiểu riêng của người ta. Rồi thì để chỉnh ở trên bàn phím ấy, các bạn nhìn đây này, thường thường cái này là trên máy laptop ha, còn máy bàn thì rất là ít có. Mấy bàn này thường thường chúng ta phải mua những cái bàn phím mà dạng như là bàn phím cơ, rồi bàn phím gọi là multimedia, những cái bàn phím mà dạng đắt tiền á thì nó mới có, còn bàn phím cơ bản thì không có ha. Thì các bạn nhìn này, thường thường là trên bàn phím ta nó có cái phím mà nó có chữ function, nó nằm đây này. Thì cái phím function này nó cũng tùy hãng, có hãng người ta bố trí ở đây, có hãng người ta để chỗ này, có hãng để trên này, có hãng để góc này, nó để lung tung hết. Cái phím là cái chữ F và chữ N đó, gọi là phím function ha, phím chức năng. Thì các bạn nhìn đấy, cái phím function này thường thường người ta hay làm cho nó thành một cái màu khác. Ví dụ như cái máy của mình đây, nó để cái màu cam. Thì các bạn cứ nhìn trên bàn phím chúng ta, bất cứ cái phím nào mà nó có cái màu cùng với cái màu của phím function thì nó sẽ đi chung với phím function và chúng ta sẽ chỉnh nó. Rồi, tiếp tục các bạn nhìn nha. Để mình cho gật gật lại xíu nha. Đây. Rồi. Các bạn nhìn này. Ví dụ nha. Đây là cái phím function của mình ở chỗ này, đúng không? Rồi. Cái phím mà để chỉnh sáng tối á thì thường thường người ta hay làm cái biểu tượng là mặt trời. Rồi ví dụ như tối á thì người ta để mặt trời dấu trừ, hoặc là mặt trời rồi giống mũi tên đi lên. Đó, có nghĩa là mặt trời mũi tên đi xuống chứ. Có nghĩa là tối đi, đúng không? Còn sáng thì biểu tượng mặt trời dấu cộng, hoặc là biểu tượng mặt trời và giống mũi tên đi lên thì là sáng. Thì có máy ấy, thì để góc trên này nè. Có máy thường thường người ta hay bố trí ở trên cái hàng phím chữ F này nè. Như F1, F2, F3, F4 vậy, xong người ta bố trí là nó chung với cái phím F đó. Còn một số máy thì người ta lại bố trí ở những cái phím mũi tên này. Ví dụ như cái máy mình là máy Dell, người ta bố trí ở ngay cái phím mũi tên lên xuống này luôn. Đó, để cho nó trùng với cái ý nghĩa của cái nút bấm. Ví dụ như mình nói là tối thì người ta vẽ là biểu tượng mặt trời và mũi tên đi xuống, thì người ta làm cho nó trùng với cái mũi tên đi xuống này luôn để chúng ta dễ sử dụng ha. Thì ví dụ như khi chúng ta muốn chỉnh cho mình nó tối đi thì chúng ta sẽ bấm phím function này và phím mũi tên đi xuống này, nó có biểu tượng là mặt trời đi xuống nha, để cho nó tối đi. Còn muốn sáng lên thì chúng ta sẽ bấm phím function và phím mũi tên đi lên, bởi vì phím mũi tên đi lên này nó có cái biểu tượng mặt trời và mũi tên đi lên và nó cùng màu với cái phím function này. Đó, hiện tại chỉnh như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh thử cho các bạn xem nha. Đây là cái màn hình của mình này, đúng không? Bây giờ mình sẽ mở màn hình lên này.
Đây, mở màn hình lên nha. Thì các bạn nhìn này, cái màn hình này của mình ấy, bây giờ nó đang để ở cái độ sáng là hết cỡ luôn. Cái độ sáng hết cỡ luôn. Đấy, thì thường thường trên laptop nếu mà chúng ta cài đủ cái driver của nó thì khi mà chúng ta bấm, ví dụ như mình chỉnh độ sáng này, mình bấm function và nút mũi tên lên thì nó sẽ xuất hiện cho chúng ta một cái biểu tượng thế này. Cái biểu tượng này có ý nghĩa là chúng ta đang chỉnh độ sáng đúng không nào? Đó, nếu như chúng ta cài đúng driver nó thì nó sẽ lên như thế này mỗi khi chúng ta chỉnh. Còn nếu chúng ta không cài đúng driver ấy, thì nó mỗi lần chúng ta chỉnh nó sẽ không có lên được cái này. Thậm chí là chúng ta sẽ không sử dụng được những cái phím này trên bàn phím luôn ha. Trên laptop thường thường là nó những cái này nó đều có driver hết, chúng ta phải cài đúng driver thì chúng ta mới chỉnh được. Rồi, ví dụ như cái này mình đang chỉnh sáng hết cỡ này, các bạn thấy không? Cái thanh trượt nó đang đi hết cỡ rồi, màn hình sáng hết cỡ. Bây giờ ví dụ mình chỉnh tối lại nè, mình sẽ bấm phím function và phím mũi tên đi xuống này, các bạn nhìn này nha. Đấy, màn hình mình đang tối dần đúng không? Các bạn thấy không? Đang tối dần này. Đó. Đấy, mình chỉnh tối hết cỡ rồi đó. À, nó tối này. Đấy. Thì các bạn nhìn này, ở trên đây người ta cũng vẽ cái biểu tượng rất là dễ hiểu, đó là cái màn hình, rồi ông mặt trời và dấu trừ ha. Đấy, màn hình rồi ông mặt trời và dấu trừ, có nghĩa là cái màn hình tối đi. Rồi giờ mình chỉnh sáng lại cho các bạn coi này, function và mũi tên lên. Đấy, nó sáng lên ha, các bạn thấy không? Đấy, sáng hết cỡ. Thường thường mình hay xài sáng hết cỡ lắm. Tối mình chịu không được, mình phải để sáng hết cỡ lên. Đó. Rồi, thì đó là cái cách mà để giúp cho các bạn có thể chỉnh được ở trên cái bàn phím ha. Thì mình nói rồi, cái cách này các bạn chỉ sử dụng trên laptop thôi. Bởi vì laptop thì nó mới có sẵn những cái phím này. Còn nếu các bạn sử dụng máy bàn thì các bạn phải sử dụng những cái bàn phím shift ha, đắt tiền, hoặc là những cái bàn phím mà người ta gọi là bàn phím mà đa năng á thì nó mới có nha. Rồi, bây giờ tiếp theo mình sẽ chỉnh ở trên Windows cho các bạn coi. Đây. Các bạn chờ xíu nha. Thì nếu như mà các bạn đang sử dụng máy bàn và các bạn không sử dụng những cái bàn phím shift thì các bạn sẽ làm sao? Thì các bạn sẽ sử dụng đến cái phương pháp là các bạn chỉnh ở trên cái màn hình thôi ha, chứ đâu có gì đâu khó. Không làm được cách này, chúng ta làm cách khác rất đơn giản. Đó. Giờ mình sẽ chỉnh ở trên màn hình cho các bạn coi nha. Rồi, để chỉnh ở trên Windows á, các bạn sẽ làm như sau nè. Đây là mình đang xài Windows 7 ha. Các Windows, ví dụ như Windows 8, Windows 10, các bạn làm tương tự, không khác gì hết. Đầu tiên các bạn sẽ bấm vào chuột phải đây, ngoài desktop nè. Các bạn chọn cho mình cái dòng là Personal Line. Nó thường là cái dòng cuối cùng ha. Personal Line, bấm vào đây. Rồi. Ở chỗ này các bạn sẽ chọn cho mình đến cái dòng mà nó có chữ là display, nằm chỗ này nè. Display nằm ở chỗ này ha. Bấm vào đây. Đấy. Rồi tiếp theo, các bạn lại nhìn thấy ở bên chỗ này nè, nó có cái dòng là Adjust Brightness. Adjust Brightness có nghĩa là điều chỉnh độ sáng. Các bạn đang xài những cái bản mà tiếng Việt ấy, các bạn để ý cái chỗ mà nó ghi là độ sáng ấy, là các bạn bấm vào nha. Đấy, bấm vào đây. Rồi, sau khi mà bấm vào đây ấy, thì ở chỗ này nó sẽ hiện lên chúng ta cái mục này là cái mục Power Option, có nghĩa là chúng ta điều chỉnh về cái nguồn điện của máy ấy. Thì ở đây nó thường là có cái mục là Balance, là cân bằng. Rồi những cái mục mà ví dụ như là chúng ta tự cài đặt Power Saver hoặc là cái gì đó, nói chung là nhiều lắm, tùy các bạn thôi. Thì cái mục Balance này thường thường nó là có chữ Recommend, có nghĩa là nó đề nghị chúng ta, sử dụng cái mà do thằng Microsoft nó tự nó cài đặt đấy. Rồi, thì các bạn sẽ bấm vào cái mục là Change Plan Setting đây này, Change Plan Setting. Đấy, nó sẽ ra được cái mục này. Thì thường thường ấy, nó sẽ có những cái mục này các bạn biết chỉnh rồi đúng không nào? Ví dụ như là tắt màn hình sau bao nhiêu thời gian bao nhiêu này. Đấy, rồi cho máy nó ngủ thời gian bao nhiêu này. Thì cái mục này các bạn không quan tâm. Trong video này chúng ta không nói vấn đề này. Các bạn sẽ để ý cho mình cái mục là Adjust Plan Brightness ha. Adjust Plan Brightness có nghĩa là chúng ta sẽ lên cái kế hoạch cho nó để nó chỉnh độ sáng. Thì ví dụ như trong cái video này lúc nãy mình đã nói là cái máy mình đang để độ sáng hết cỡ, cho nên các bạn nhìn này. Đấy, nó đang ở hết cỡ. Thì ở trên laptop á, lúc nào nó có cái mục là On Battery với cái mục là Plug In. On Battery là các bạn đang sử dụng pin, còn Plug In là các bạn đang cắm sạc.
thì cái máy của mình không sử dụng pin, mình cắm sạc cho nên là nó đang ở cái mục này. Còn nếu các bạn đang sử dụng pin thì nó sẽ nằm ở cái mục on battery ha. Rồi, thì lúc nãy mình nói là máy mình đang chỉnh sáng hết cỡ. Bây giờ ví dụ mình thử chỉnh cho nó tối lại nha. Đây mình cho tối hết cỡ cho các bạn dễ nhìn nè. À, kéo hết cỡ đây. Thì các bạn chưa thấy thay đổi gì đúng không? Bây giờ các bạn nhấn save change này, save change nó sẽ thay đổi liền. Các bạn thấy chưa? Nó tối liền đúng không nào? Nó tối liền. Đó, làm lại nè, bấm vào đây. Ví dụ cho sáng lên nha. Sáng lên nè. Save change. Đó, sáng lên ngay đúng không? Đấy. Thì các bạn nếu như máy các bạn mà không có những cái nút vật lý cho bàn phím thì các bạn sẽ chơi cách này thôi. Có gì chúng ta làm đó ha, cho nó dễ dàng chứ không cần phải phức tạp đâu. Rồi, đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, nếu các bạn muốn vào để chỉnh trong Windows á, các bạn sẽ bấm đây. Các bạn chọn Control Panel ha, Control Panel đấy, bấm vào đây. Rồi, các bạn sẽ show này ra. O này ra ha. Đấy, rồi các bạn sẽ chọn cái mục Personalization ở đây này. Nó cũng vậy thôi ha, chọn mục Personalization đây. Đấy thì nó cũng ra cái này thôi. Rồi các bạn cũng chọn Display. Rồi chọn Adjust Brightness ha. Rồi chọn Change Blend Setting. Rồi các bạn cũng chỉnh như vậy thôi. Đó, rất đơn giản. Đó, thì cái video này chỉ muốn chia sẻ các bạn một số điều như vậy. Thì hy vọng rằng sẽ hữu ích cho những bạn nào chưa biết cái cách làm này ha. Rồi, xin chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.